À, em chào chị, em Sơn bên Ford Thăng Long đây ạ. À, hôm nay thì em giới thiệu với anh chị một cái dịch vụ rất là mới của hãng xe Ford. Đấy, áp dụng cho các cái xe mà mua bắt đầu từ tháng 7 năm 2019. Đó, đó là cái dịch vụ hỗ trợ cứu hộ 24 trên 7 của hãng. Đấy, đang bắt đầu được triển khai rộng rãi trên toàn các cái trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Áp dụng cho tất cả các cái xe mà được bán ra từ tháng 7 năm 2019. Và cái dịch vụ này thì có hiệu lực 1 năm kể từ ngày phát hành. Đây, đây, đây là cái thẻ khi mà anh chị mua xe thì sẽ được tặng kèm một cái thẻ như thế này. Đấy thì ở trên cái thẻ này thì nó có cái nội dung gì? Nhất là có số hotline này rất là rõ ràng. Đấy, có số VIN tức là số khung của xe đấy ạ. À, ngày phát hành, khi mà mình mua thì đại lý sẽ ghi cái số khung của xe mình vào đây và có dấu của đại lý bán xe ngày phát hành. Đấy, cái thẻ này thì nó có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày anh chị mua xe. Cái dịch vụ này rất là hay và hoàn toàn miễn phí ạ, cứu hộ 24 trên 7 và miễn phí. Thì với cái thẻ này thì anh chị sẽ có những cái đặc quyền gì và sử dụng cho nó ra làm sao, thì đây em ra đây, mặt sau của nó đây có luôn. Đấy anh chị nhìn ạ, dịch vụ hỗ trợ cứu hộ Ford 24 trên 7 bao gồm các dịch vụ sau, hoàn toàn miễn phí, không mất một đồng tiền nào nhá. Hỗ trợ kích bình ắc quy lưu động, một hai là hỗ trợ thay lốp dự phòng. À, cái này các chị rất cần này. À, anh em thì đôi khi là không không cần thiết lắm, bởi vì anh em đi xe thì có thể chủ động thay được, nhưng mà cái này về các chị rất là cần, đỡ được khối tiền đấy. À, thứ ba nữa là hỗ trợ 5 lít nhiên liệu khi mà bạn hết nhiên liệu. Ôi cái này hay, 5 lít nhiên liệu không nhiều đâu nhưng mà giải quyết tình huống rất là tốt ạ. Đấy, đỡ phải chạy đi, đang đi mà không để ý hết 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 xăng là hết dầu chẳng hạn, chạy đi tìm cây rất là mệt. Đấy, gọi hãng luôn là mang dầu, mang nhiên liệu đến đổ 5 lít là đi được đến cây rồi. Đó. Dịch vụ thứ tư là hỗ trợ kéo xe đến đại lý ủy quyền Ford gần nhất. Đó, nếu mà trong trường hợp mà xe mình đang đi mà có vấn đề gì mà bị chết máy hay gì đó thì gọi hãng đến kéo luôn. Kéo đến đại lý gần nhất và miễn phí. Đó, áp dụng với các cái xe trường hợp xe có lốp dự phòng này, nhiên liệu của nhà sản xuất này, không áp dụng với xe bị tai nạn thì đúng rồi, tai nạn thì phải gọi hãng hoặc gọi bảo hiểm. Đấy, thì đây em vừa giới thiệu với anh chị là bốn cái dịch vụ đặc quyền của khách hàng khi mình sở hữu xe Ford, bất kỳ xe Ford nào, bắt đầu từ tháng 7 năm 2019 và trong vòng 1 năm anh chị được dùng miễn phí cái dịch vụ này. Đấy, em thấy rất là hay, đỡ được rất là nhiều, kéo xe về đỡ được khối tiền đấy ạ. Đấy, anh chị nha, đấy anh chị nhớ nha, nếu như mình mua xe ở bất kỳ đại lý nào trên toàn lãnh thổ Việt Nam thì nhớ phải hỏi cái dịch vụ này, nhớ phải phải hỏi cái này nhá. Đấy thì cái dịch vụ này em thấy là hình như là Ford là hãng đầu tiên triển khai cái dịch vụ này ở Việt Nam mình. Đấy thì chứng tỏ là cái hãng rất là quan tâm đến khách hàng từ những cái rất là nhỏ nhỏ. Đấy, yên tâm, anh chị yên tâm sử dụng xe. Ok rồi, giới thiệu xong rồi. Em cảm ơn anh chị nha. Em Sơn bên đại lý Ford Thăng Long. Đấy, nếu mà có nhu cầu tìm hiểu các loại xe Ford, các cái dòng sản phẩm xe Ford hay là cần hỗ trợ gì thì có thể gọi điện cho em. Số điện thoại em để trên trên màn hình cái video này nhá. Ok rồi, em cảm ơn ạ.